Hello, chào mừng em trở lại với channel của tôi. Sorry anh em nha, vì cái khoảng thời gian gần đây tôi ra video nó không ổn định ấy, thì mong anh em thông cảm. Trong thời gian gần đây công việc tôi khá là bận rộn này, với cả tôi đang tìm cái hướng gọi là ra video về game cho anh em ấy, nó được mới lạ hơn, nó không bị trùng lặp so với những cái video mà tôi ra trước đây, với cả một số video mà những cái YouTuber khác đấy làm, nó khá là bình thường, nó không gọi là nó quá hấp dẫn. Thì tôi đang tìm cái hướng mới về game anh em ạ, hướng làm mới về game. Thế thì anh em nhớ chờ đợi nha, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất có thể để ra video được hay hơn cho anh em xem. Thế thì hôm nay trở lại với anh em thì tôi mang đến cho anh em một cái game gọi là về kiếm hiệp nha. Đấy, kiếm hiệp nhập vai. Con game này thì như là có bản PC anh em ạ. Thì con game mang tên là Đại Kiếm Vương, đây là bản mobile nha. Thì con game này mới ra khoảng hôm mùng 7 thôi, thì đến hôm nay tôi mới làm video được cho anh em. Thì cái link tải game tôi vẫn để phần mô tả nhá, anh em nào muốn chơi thì có thể là kéo xuống phần mô tả để lấy cái link tải game. Đấy, ok, chúng ta sẽ vào game luôn nhá. À đây, chúng ta chọn server này. Đăng nhập. À anh em ơi, ở phần đăng nhập này thì chúng ta có 3 cách đăng nhập nhá. Một là Zing, là hai Facebook, hoặc là chúng ta chơi ngay. Thì có lẽ tôi sẽ đăng nhập bằng tài khoản nào đây? Ok, Facebook nhanh nha. Tôi cho nhỏ một chút. Thì phần server thì hiện tại chúng ta đang có khoảng 10 server nha. Tôi sẽ chơi server mới nhất là server 10 đi. Ok. Thì ở đây chúng ta có thể lựa chọn là được hai lớp nhân vật nha, nam hoặc nữ này, chứ không có kiểu là môn phái anh em ạ. Đấy, nữ đây và nam đây nha. Đấy, tùy anh em thôi, tôi sẽ chọn là nhân vật nam này nha. Và nhập tên là tùy anh em lựa chọn thôi. Đấy thì xem nào. Phát đồng quý đồ. Tôi sẽ lựa chọn một cái tên ngẫu nhiên nha anh em. Mạnh Long đi, đấy, tên này khá là hay. Ok, vào game luôn nhá. Anh em xem video thấy hay thì đừng ngại ngần gì mà hãy để lại với đăng ký kênh này, một like và một chia sẻ giúp tôi nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Anh em nhớ ấn cái chuông bên dưới nhá, để gọi là nhận cái thông tin mới nhất về những video mới ra của tôi. À đây, chúng ta đang ở cái chế độ gọi là đánh tự động. Và tôi treo. Em thấy không? Skill khá là đẹp. Thì con game này nó là, nói chung là nó thuộc cái thể loại tiên kiếm hiệp nha anh em. Chúng ta đang ở trong một thế giới gọi thần tiên anh em ạ. Đó, rất là màu mè. À đây, đây là con pet đi theo mình này. À đây anh em ơi, bây giờ tôi sẽ gọi là đánh tay cho anh em nhìn một cái số skill của nó mới nhận được nha. Ở chỗ 1 này, chỗ 2 này. Chấm lại nhá. Nó kiểu như tạo ra cái luồng. Đây, nhìn lại cho rõ anh em ạ. Rồi. Chiêu thức khá là màu mè. Đây nha, ra chỗ rộng này để thi triển cho anh em đi. Ở kiểu như là tạo ra những cái kiếm khí đâm liên tục về phía trước anh em ạ. Chiêu thứ 2. Đấy, châm chém vào kiểu như là châm chém để tạo ra một quả cầu và phát lỏ. Đấy. Và chiêu thứ 3 anh em nhìn cái là chắn thì chắc chắn đây là một cái gọi là hộ thân rồi. Đấy. Khá đơn giản để đoán ra. Và chúng ta chạy nhiệm vụ thì cũng rất đơn giản thôi. So với những game trước đây anh em chơi kiếm hiệp đấy, thì chúng ta chỉ ấn vào nhiệm vụ là nó, nhân vật chúng ta sẽ chạy tự động nhá, chứ không cần phải là điều chỉnh bằng tay vất vả. Đó. Khá đơn giản thôi. Hiện tại vừa vào game đã được một con pet. Đây là một con chó. Và chúng ta đây là quái em ơi. Đây là quái này. Để kẹo đó tôi thử cài đặt đồ họa xem có thể là được đẹp hơn nữa không nha anh em. Anh em để thấy là san hô các kiểu này. Số cưỡi, lực chi
Cũng khá đông người chơi anh em ạ, khá đông người chơi nha. À anh em ơi, đây là tiến cấp của pet chúng ta cưỡi này. À đây cài đặt anh em ạ, để em đợi chút nhá. Ok tôi cho cao này. À, ok cho cao đi, rồi. Đây anh em ạ, nói chung là nó cũng không, nó làm kiểu là nét nét lên một chút thôi, không thay đổi quá là nhiều. Skill nói chung là khá đẹp anh em. Ủa bay này anh em ơi, bay này. Cầm kiếm thì kiểu dạng kiếm Nhật. Đây là kiểu đồ họa chibi, anh em nào thích đồ họa chibi thì game khá là ok. Tôi thì bản thân tôi chơi thì tôi không thích chibi lắm, cũng bình thường thôi, không quá là thích lắm. Game này cũng giống những game khác thôi, chúng ta farm quái và giết boss để có thể là tăng level rồi tăng được chiến các kiểu đấy. Game này anh em có thể là kết hôn các kiểu, kết hôn sinh con đấy nha anh em. Tôi đọc qua cái tiểu sử về game ấy thì game cho chúng ta biết là có thể là lấy chồng lấy vợ hoặc là sinh con các kiểu anh em ạ. Và chúng ta có thể là thực hiện các nhiệm vụ là công thành chiến các kiểu rồi nha, công thành chiến và PK này hoặc là loạn đấu lôi đài các kiểu đấy. Đấy nói chung khá là ok, nó đầy đủ những cái chức năng của một game gọi là tiên kiếm hiệp anh ạ. Đấy tiên kiếm hiệp. Ở đây quà nạp lần đầu anh em ạ, được trang phục làm tức gió đen, nó được chiến được tăng lên khoảng 50.000. Ok tôi sẽ không lạp nha anh nhé. À, anh em thấy không, cũng khá đông người chơi luôn. À đến ở đây anh em có thể là bật được đồ sát này, hòa bình. Để xem là có thể bật được chưa hay nào, khoảng phải đợi level cao hơn nha anh em, để tôi thử xem như nào. Em lại chút. À đến level 30 anh em mới có thể thay đổi được chế độ cơ anh em ạ. Ồ chạy qua nước có hiệu ứng chạy qua nước luôn kìa. À rồi. Để xem phúc lợi là điểm danh hàng ngày này, điểm danh luôn. Cái gì đây? À sách XP. À thưởng online này. Rồi 60 phút thì sẽ được những cái đây. Hai bạn một ngày được 4 lần anh em ạ. Thuốc sinh lực mỹ nhân. Cái này tăng sinh lực à? À nó kiểu như là XP để dành cho tăng cho nhân vật phụ anh em ạ. À à. Chưa cuối. Sao cái ulti cuối cùng nó lại trở kiểu như con gái nhỉ anh em nhỉ? À. Khi nào đầy thanh xanh kia thì anh em thể là thực hiện ulti của nó được nha. À, rồi mỹ nhân mới à, nhận luôn. Rồi, tăng level khá nhanh em ạ, bây giờ khoảng level 19 rồi này. Thân cận game cũng khá nhẹo anh em, tôi không để ý rõ lắm nó khoảng bao mê, nhưng nói chung là tôi tải thấy khá là nhanh. Rồi để tẹo nữa cho đầy kia tôi sẽ thực hiện cái ulti cho anh em. À, bay luôn, nhân vật bay luôn. Đấy, em thấy không? Ok, tăng cấp luôn. Hạ hương, xuân hương. Ôi, tên toàn hương em ạ. Thu hương, hạ hương, xuân hương nè. Không biết là sau này có dạ hương không em ạ? Không biết có không? Tăng kỹ năng của nhân vật lên này, à của
nhân vật phụ. Dạ Hương, à nhầm, Hạ Hương em ạ, Hạ Hương. À, em này cầm dao tem anh em ơi. Ui cầm dao tem luôn, chất chơi người rơi luôn. Cầm cả mút này. Ok nhá. Tôi sẽ chạy nhiệm vụ tiếp tục. À có cánh anh em ạ. Đúng kiểu tiên hiệp luôn, có cánh. À và cánh thì không, nó không đứng một chỗ mà nó sẽ cử động này anh em này. À, nó khá chân thực. Cái pet của tôi bây giờ thì anh em thể thấy là nó chuyển sang từ con mèo màu trắng mới sang màu xanh, à, khá là đẹp. Đây, chúng ta sang khu vực khác rồi. Mẫu đơn. Cái gì đây? À, thời trang mới em ạ. Được tặng thời trang mới này. Mặc luôn, mặc luôn, mặc luôn cho nóng nha. Ok, mặc luôn, mặc giáp này. Đằng sau đi. À, tôi xem cửa hàng nha mấy. Cửa hàng thì chung một đá cường hóa với cả một số thuốc hồi sinh lực cũng cả thẻ miễn tội này. Chắc sau này PK kiểu là đồ sắt nhiều quá thì chắc dùng thẻ này để gọi là hết bị điểm đồ sắt này mà. Tôi đoán là vậy biết phải không? Đây. Quái cầm cung tên bắn này. À, tôi đang tìm cái hướng gọi là ra vừa làm video nhưng mà nó có cái kiểu là cái phong cách nó mới lạ hơn so với những cái kiểu video trước đây. Những video trước đây nó khá là nhàm chán. Nói chung là chỉ review cho anh biết được game thôi chứ nó không quá là hấp dẫn. Tôi đang suy nghĩ và làm như thế nào để có thể là cho anh em thực hiện được một cái video nói chung là ok nhất. Khá đau đầu anh em ạ. Khá đau đầu bởi vì cái kiểu video tôi đang làm thì anh em thì thấy nó cũng khá đông đảo anh em YouTuber khác làm rồi. Cạnh tranh khá là nhiều. Với cả tôi thấy không chỉ là cái về cái mức độ cạnh tranh mà tôi thấy nó cũng khá là nhàm chán rồi. Nó không quá là vui. Nó không quá hấp dẫn. Đấy. Tôi cố gắng để làm cho anh em có thể là hài lòng nhất và có thể là anh em xem nó được giải trí ok nhất có thể. Đấy. Boss này anh em này. Đấy, chiêu thức là chung skill của nó khá đẹp. Đây cho anh em nhìn cái kiểu ulti nhá. Đây. À, mỹ nhân luôn. Mẹ làm nhân lại sử dụng skill mỹ nhân. Đéo hiểu luôn anh em ạ. Ui, mẹ bê. Bê đê vãi á. Ok. À, sắp sửa đến level 30 anh em ơi. Tôi sẽ thử đi bật cái chế độ đồ sát xem như nào nha anh em. À rồi chiến đấu anh em ơi. Đây rồi. Cái hấp dẫn của game đang bắt đầu đây. Tấn công tất cả luôn. Tôi sẽ chọn một đối kẻ chọn một cái bạn là bạn chơi khác để ra đối kháng nhá. Ơi. Anh em nhìn bản đồ trên khá là dễ dàng thôi, di chuyển khá là dễ dàng. Và sao chỗ này không đi được ta? Anh nhìn bản đồ thì chỗ này là đường đi này. À bên này này, đây đường đây. Không có ai à, chỗ này vắng đấy nhở. Đây những pet phụ sau này nhá. Đây những pet phụ sau này này, chúng ta có thể nhận này. Ui, cầm súng anh em ạ. Sa tăng nữa này. Ai à. Cũng đa dạng. Khá đa dạng. À, mỹ nhân mới này, xuất chiến nhá.
Tôi cho em là sốt chiến này. Đấy, cầm anh cho em này, cầm súng em bắn thử xem đây nào. Chưa gặp được bạn nào để thử đồ sát xem thế nào. Để xem bạn nào sẽ là cái gọi là cái người đầu tiên để mình đồ sát xem nào. Ôi, boss to không anh em ơi? Boss đây. Đúng kiểu đồ họa chibi nó như này. Mẹ em. Ok, chết rồi. Đai rồi. Thoát luôn. Cái gì vậy? Chỗ nào để ấy nhỉ? À đây rồi. Đây rồi, đây. Chiêu cuối kiểu lở hoa anh em ạ. Đấy, thăng cấp đến khoảng cấp 31 khá là nhanh anh em ạ. Sao không đánh được người chơi nhỉ? À, đây rồi anh em ơi, đây rồi. Đứng lại các bạn ơi, đứng lại để tôi thử đánh một cái xem nào. Sao lại quái lại chém sao không hiệu, không có kiểu là mất máu gì cả nhỉ? Quái lạ. Em thấy không? Khá là rất là đông người chơi luôn. Ồ, chiêu gì đẹp thế này? Pháp sư à? Ồ, khả năng anh em sau này có thể là đổi được phái anh em ạ. Đổi được kiểu anh em sẽ được gọi là làm pháp sư ấy, nó kiểu thế. Không biết có phải không? Tôi trải nghiệm ấy thôi nha, thì mong tôi chỉ gọi là review cho anh em biết là biết game để anh em có thể tải về chơi thử thôi. Đâu là tôi không chơi được nhiều ấy. Đâu nếu anh em nào muốn tôi làm tiếp tục làm về game này thì anh em có thể là comment phía dưới nhá. Tôi sẽ gọi là tiếp tục ra video về game này cho anh em. Hợp thể này. Ok. Sưu tập. Đây toàn là kiểu là bậc cam mắc anh em ạ. Đây vật ải này, đây kiểu phụ bản đấy. Khá đơn giản anh em ạ. Cái vật ải phó bản này chơi nó khá đơn giản thôi. Nó không quá gọi là chạy, không quá là chiến đấu nó mất thời gian quá. Thôi nhá, về nhá. Vật ải thế thôi anh em ạ.
xong còn gì nữa nhỉ? Đông không anh em? Nhúng nhúc luôn này. Rất là đông. Chiến đấu sắp bắt đầu à? Ulti này. Kiểu nhảy lên bắt đầu là chém chém tạo dòng hoa anh em ạ. Cũng khá là đẹp. Sao người mẹ to thế mà cái đầu, em nhìn cái đầu của nó kìa, rất là bé, bé tẹo ấy. À, không quên mất anh em ạ. Khổ quá tôi làm. Khinh công anh em ơi, khinh công này, anh em thể bay bằng khinh công đây. Bay liên tục luôn. Bay hai lần được nha anh em. Bay được hai lần, anh em bắn hai lần, bay được hai lần nhá. Khá là đẹp. Hay phết. Đó. Chúng mày bắn ai? Đây luôn em thấy không? Đánh rất là nhanh. Tầm đánh rất là xa luôn. Bảy ngày mừng lễ. Bảy. Đây là một tuần này. Ô, về nhận thưởng nhá. À, ngày thứ bảy em có thể là nhận được kiểu là nhân vật phụ này. Kiểu pet đấy. Tôi thoát khỏi cái phụ bản này nhá. Anh em thấy không? Rất là đông người chơi. Mình quên mình đi vào trong đấy. Đi vào đấy là kiểu là... Đấy đi em vào, tôi đi em vào 35 rồi này. À con này kiểu con cáo này. Rất là nhiều quái. Rất là kinh nhiều kiểu quái luôn. Nhưng mà nhân vật game này như là chỉ là luôn luôn cưỡi thú anh em ạ, chứ nó không chạy bộ nha. À, nó luôn luôn cưỡi luôn luôn cưỡi thú luôn. Rất là oai phong. Ừ. Ủa khá là hoa mắt anh em ạ. Ủa khá là hoa mắt. Game đúng đẹp thật, nhưng mà đối với tôi thì nói chung là tôi thích cái thể loại gọi là nó khá đơn giản thôi, nó không quá màu mè. Đấy, chơi nó khá giữ mắt. Thế tôi làm cho anh em thì anh em nào thích thì anh em chơi thôi. Anh em tải về chơi thôi. Chung là mỗi người một sở thích mà, chứ không phải ai giống ai được. Đấy. À bang anh em ạ. Đến level khoảng level 36 anh em thể nào được gia nhập bang nhá. Level 36 chúng ta đang nhập gia nhập bang. Không phải loạn đấu kiểu đấu nội đài thì này còn em vào bao nhiêu. Chọn bạn này. Đấy. Đấy, skill 1 tôi thấy cái nhân vật này skill 1 nói chung là đẹp nhất thì phải, đẹp nhất. Cái gì đây, để tôi xem nào. Nhân vật ở đây. Thú cưỡi này. Anh em nâng cấp. Ôi, nâng cấp kiểu lạc đà anh em ạ. Ô, mèo này. Cuối cùng là ngựa, kỳ lân này. Gấu này, ô, rồng cái này. Khá đẹp anh em ạ, khá đẹp. Tiên vũ đây là cánh này. Anh em sẽ... Anh em sao lại thay đổi cánh này? Ui, đẹp phết anh em ạ. Ồ, rất là rực rỡ, rất là rực rỡ luôn. Đây kỹ năng đây. Thời trang này. À đây, ở đây anh em thời trang rất là nhiều kiểu thời trang luôn.
từ hiện đại đến cổ điển nhá. Cứ biển các kiểu luôn. Đây danh hiệu này. Kỹ năng này thì sao kỹ năng tôi thấy mấy kỹ năng ngoài sao đây có 4 cái thôi này nào nhỉ? Để nói chung là game này anh em thể thấy đấy, đồ họa khá là ok, khá là ok, khá là đẹp anh em ạ. Khá ok. Anh em nào mà kiểu thích kiểu loại chibi thì game này hãy thử chơi game này nhá. Hãy thử chơi game này xem nó như thế nào. Đấy. Bật tấn công tất cả mà không đánh người chơi, chỉ đánh mỗi quái là thì đéo nào. Không thể hiện được cái sức mạnh, cái sự oai phong của mình em ạ. Mà đánh con quái là thì chém một phát là chết ngay. Ok thì có lẽ là video tôi đến đây kết thúc anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này nhá. Hẹn gặp lại anh em sang video lần sau. Anh em đừng quên để lại một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ giúp tôi nhá. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em có game nào muốn tôi làm video thì anh em có thể comment phía dưới nhá. Tôi sẽ ra video cho anh em. Ok. Bye bye anh em nhá. Bye bye.